Anh Linh ơi, hôm nay anh đến em muốn hỏi là làm thế nào để xây dựng một công ty phát triển vàng? Thứ nhất ấy, là em cần phải xác định được sứ mệnh của công ty mình đó là gì? Vậy sứ mệnh là như thế nào vậy anh? Thứ nhất đó là em cần trả lời được câu hỏi vì sao em thành lập cái công ty này. Và thứ hai đó là em thành lập công ty này vì cái điều gì? Vậy còn bước 2 là gì vậy? Bước thứ hai đó chính là tầm nhìn của công ty. Vậy bây giờ mình làm thế nào để xác định tầm nhìn vậy anh? Để tìm được cái tầm nhìn của mình ấy, thì em cần trả lời được câu hỏi là trong 10 năm, 20 năm hay 30 năm tới em muốn tạo một cái công ty như thế nào? Trong công ty em bây giờ thì mỗi người mỗi tính, cũng như đến từ nhiều vùng quê khác nhau, độ tuổi, giới tính cũng khác nhau nữa. Thì không biết là làm thế nào để thống nhất mọi người để đi cùng một con đường, một hướng đi chung nhất định vậy anh? Đó là em vạch ra 5 đến 10 cái đặc tính mà em muốn tất cả mọi người trong công ty chúng ta cùng giao tiếp, chúng ta ứng xử, chúng ta đối xử với nhau như thế nào. Và em muốn tạo ra một cái môi trường làm việc như thế nào. Và em vạch ra khoảng 5 đến 10 điều mà em mong muốn. Mình không chung giấc mơ.